Chiều nay ngày 24 tháng 12, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Phan Quảng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Trong năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tham mưu cấp ủy kiểm tra đối với 581 tổ chức đảng và 3.300 đảng viên giám sát 432 tổ chức đảng tăng 26,7% so với cùng kỳ và 315 đảng viên tăng 32,7% so với cùng kỳ. Chi bộ giám sát 359 đảng viên trong việc thực hiện nghị quyết chỉ thị quy định của đảng trên các lĩnh vực. Cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 192 đảng viên. Nhìn chung, trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên, ủy ban kiểm tra các cấp đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả theo quy định của điều lệ Đảng với tinh thần quyết liệt, không có vùng cấm, góp phần khẳng định trách nhiệm, quyết tâm trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Quyển Văn Quảng đánh giá: "Tuy năm 2021 thành phố đối diện với nhiều khó khăn, nhưng Ủy ban kiểm tra Thành ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã phát huy vai trò trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả nổi bật." Bí thư Thành ủy đề nghị Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục khắc phục các mặt hạn chế, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong năm 2022, trong đó tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng là ưu tiên hàng đầu. Công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng cần phải được tiến hành một cách mạnh mẽ, thường xuyên, liên tục, có hiệu quả hơn nữa và chúng ta tuyệt đối không được tự mãn bằng lòng với những kết quả đã đạt được. Và đặc biệt là công chí phải coi cái công tác kiểm tra giám sát là để ngăn chặn phòng ngừa từ sớm, từ xa các cái vi phạm của các tổ chức và các cá nhân. Bí thư Thành ủy đề nghị Ủy ban kiểm tra Thành ủy xem kiểm tra giám sát là biện pháp đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nên người Ủy ban kiểm tra các cấp cần tập trung nghiên cứu triển khai nghiêm túc các quy định mới của Trung ương nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, chủ động tham mưu cấp ủy để triển khai chương trình kiểm tra giám sát 2022 có trọng tâm, trọng điểm, chặt chẽ và phù hợp với thực tiễn. Chúng ta xây dựng chương trình ra thì rất hay, nhưng mà cái quan trọng là cái việc triển khai trên thực tế cái hiệu quả nó như thế nào. Chứ còn nếu chúng ta chỉ dừng ở cái câu chuyện ban hành được cái chương trình hay đẹp thì cũng chưa phải là mục tiêu của chúng ta mà vấn đề ở đây là phải tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, Bí thư Thành ủy đề nghị Ủy ban kiểm tra các cấp cần đưa ra kết luận rõ ràng, minh bạch, trong xử lý cần công tâm, khách quan, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống. Ủy ban kiểm tra Thành ủy cần tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất đạo đức bản lĩnh chính trị có nghiệp vụ tốt phương pháp công tác khoa học hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao